Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Tới hẹn lại lên, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật con trai của Kaido tên Yamato trong Vua Hải Tặc One Piece cho các bạn xem nhé. Ok, sau đây là một chút thông tin về nhân vật. Thì Yamato năm nay 28 tuổi. Sở hữu chiều cao 2m63, cô sinh ngày mùng 3 tháng 11. Đó là một chút ít thông tin về nhân vật Yamato, còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Thank you.
khi nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Như vậy là mình đã hoàn thành được nhân vật Yamato rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.